Mình cũng không định làm chủ đề này đâu, tại có mấy bạn bảo mình làm để cứu lấy bộ ấm chén của mấy bạn ấy. Vậy là mình đã phải tức tốc ra video này trước khi tìm hiểu cách bỏ quay tay. Mình cùng các bạn đi tìm hiểu nguyên nhân đã. Mình nói nguyên nhân dân dã thôi, không nói theo khoa học, thì là do các bạn xem phim người lớn, các bạn nứng quá. Các bạn không biết giải tỏa kiểu gì, nên các bạn đành phải tự giải quyết bằng cách quay tay. Sau khi giải tỏa rồi các bạn thấy phê, các bạn lại muốn làm tiếp. Việc lặp đi, lặp lại hành động đó nhiều lần, nó tạo thành thói quen, mà mọi người hay gọi là nghiện. Thực ra quay tay nó trái tự nhiên, nhưng nó cũng đem lại một số lợi ích khi bạn sử dụng điều độ. Khổ nỗi các bạn sướng rồi, các bạn có kiềm chế được đâu mà điều với độ. Nên các bạn thường xuyên rèn luyện môn quay tay đại pháp này. Chăm chỉ đến mức nếu có bộ môn này được tổ chức thi đấu, chắc nhiều bạn vô địch cả Olympic cũng nên. Có bạn luyện tập kinh khủng đến mức kiệt quệ cơ thể. Nói chung nếu tích lại thì phải được mấy can 5 lít rồi. Thôi không luyên thuyên nữa, chúng ta đi vào thực tế nào. Đây là A. A xem phim con heo từ năm lớp 9, do A bị thằng bạn thân nó gửi link. Thằng bạn A nó bảo, hot lắm, đây là video do đứa khóa trên bị lộ. Thế là sự nghiệp quay tay của A bắt đầu từ đấy. A lạm dụng việc đó đến mức A chỉ cần xem TikTok có mấy đứa nhoi nhoi nhảy thiếu vải một lúc. A đã nghĩ đến ngay xem phim con heo để giải tỏa rồi. A lạm dụng suốt 3 năm trời, cũng may súng ống của A tốt. A chỉ cảm thấy mình không còn khỏe như trước thôi. Trước thì 30 giây mới ra, giờ thì chỉ 5 giây là ra rồi. A lên mạng đọc thì người ta gọi đó là yếu sinh lý, sau có thể dẫn đến hỏng súng ống. A sợ hãi các kiểu, như A vẫn không thể bỏ được. Cứ thấy video nào khiêu gợi trên mạng xã hội là A lại đứng, A lại phải tự giải quyết. Có những lúc A quay tay xong, A lại tự nhủ với bản thân mai không quay tay nữa. Nhưng mai đâu lại vào đấy. Mai đến lúc lên đại học, việc quay tay của A gần như được giải quyết triệt để. A sống chung cùng anh trai, hai anh em ở chung một phòng. A dù muốn quay tay lắm, nhưng rất ngại anh trai. Nhiều khi hứng những A lại thôi, A chỉ dám quay tay khi không có ai. Và anh trai A cũng là một người làm online, nên thường xuyên ở nhà. A ngại và sợ, gần như trong suốt thời gian đó A không quay tay. Do đợt này A nghỉ hơi nhiều, anh trai bảo A đi làm thêm đi, để biết về Hà Nội. Đừng suốt ngày ở trong nhà như vậy nữa. Vậy là A đi tìm việc làm thêm. Mới đầu A ngu ngơ vãi, mãi mới tìm được một công việc. Đó là đi chạy bàn cho một quán trà sữa, quán này thì đông vãi chưởng. A lần nào đi làm, cũng vác được cái xác về là may rồi. Mệt đến nỗi A không đánh răng gì hết. Về nhà là đặt lưng nằm ngủ luôn, không còn tơ tưởng đến chuyện quay tay gì nữa. Hôm đó đông khách, A để quên điện thoại trên bàn. A quay lại tìm thì thấy chiếc điện thoại được ai đó cầm hộ rồi. Sau đó A chỉ còn dùng cái điện thoại cục gạch và không vào mạng được nữa. Từ đấy A bỏ hẳn được thói quen quay tay. A thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều. Qua câu chuyện mình bịa ra, cái mình muốn nói đầu tiên là chúng ta thường quay tay là khi ở một mình cùng với chiếc điện thoại. Vậy chúng ta chỉ cần tịch thu hai công cụ gây án này thôi. Đó là ở một mình và chiếc điện thoại thì 90% chúng ta có thể bỏ được quay tay. Nên nếu bạn nào đang ở một mình thì có thể tìm một bạn nào đó rồi xin ghép phòng cùng. Còn nếu ở với bố mẹ mà có phòng riêng thì hãy xin ngủ với bố một tháng. Cứ bảo lâu ngày con muốn được ngủ cùng bố để tăng tình cảm cha con. Tóm lại bạn phải làm sao để phá cái không gian lý tưởng cho việc quay tay này đi. Vậy là cái công cụ gây án thứ nhất sẽ được giải quyết. Công cụ gây án thứ hai là chiếc điện thoại. Cái này mới khó. Mình thì muốn làm riêng một video về cách cai nghiện điện thoại cơ. Nhưng thôi video này mình nói qua qua luôn. Đó là bạn có thể ngắt đăng ký mạng, cắt hết wifi các thứ trong nhà bạn. Hoặc bạn lập một nick Facebook mới, một nick TikTok mới. Bạn không có gì để xem trên đấy cả. Bạn sẽ chán điện thoại. Và bạn sẽ hạn chế được việc dùng điện thoại hơn. Tóm cái váy lại, bỏ được điện thoại thì gần như là bỏ được quay tay. Còn nếu các bạn bảo, điện thoại em giờ nhiều việc lắm anh, không bỏ được, thì có một cách nữa, cách này chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng cách bỏ điện thoại. Đó là khi các bạn xem phim con heo, thì các bạn không được tìm phim mới. Các bạn chỉ xem đi, xem lại một bộ phim duy nhất. Bạn xem khoảng 50-100 lần cho mình, thậm chí là nhiều hơn thế. Bạn xem đến khi nào bạn thấy không còn cảm giác hưng phấn vì bộ phim đấy nữa. Vì chắc chắn lúc đầu bạn sẽ rất hào hứng, nhưng sau khi xem nhiều bộ phim đó, độ hưng phấn của bạn sẽ giảm dần. Lúc đấy bạn sẽ không quay tay vì bộ phim đó nữa. Các bạn nhớ nhé, không được tìm phim mới. Cái thứ hai, các bạn có thể như A, các bạn làm việc gì đấy thật mệt vào, khi đó não bạn chỉ muốn bảo bạn đi ngủ mà thôi.
Nó không nhớ đến việc quay tay nữa. Làm gì cũng được, chơi thể thao, đồ nghịch vân vân. Nói chung là làm cho não bạn không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Hoặc tìm một niềm đam mê nào đó, tập trung vào nó, để não không nhớ cái cảm giác phê kia. Cách này thì mình nghĩ dùng cho người mới nghiện. Còn người nghiện lâu thì phải áp dụng cách thứ nhất cho mình, tạo môi trường khó khăn cho việc quay tay và bỏ điện thoại một thời gian. Mình khuyên các bạn nên kết hợp nhiều cách ở trên một lúc thì sẽ hiệu quả hơn. Chúc các bạn sớm thành công trong việc kiềm chế con quái vật trong người các bạn nhé. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhớ. Hẹn gặp lại.